hai giờ này chưa? Đây, tạ hai giờ kia, tạ hai cái thăm tạ. Cái này chị dán vô rồi. Thế à? Thôi, chị lấy cái kia chưa dán cho. Ý là bóc ra phải không? Nè, mấy cái bịch mà chưa dán, bóc qua lại cho chị. Bóc ra đây. Nói trời, cái bịch này ấy, là cái kẹo dẻo mà cái này mọi người có thể mua cho em bé nhỏ nhà mình ăn được nhá. Mua hàng deal được cho mọi người cái giá, à, cái combo đó là mua 2, 4, 6, mua 6 tặng 1 là 7 gói cơ. 7 gói tất cả, tổng cộng là 7 gói. Đây, thử xem có ngon không nào. Cái gì mua 8 tặng 1 á? Mua 8 tặng 1 á. À, 2, 4, 6, 8, trời chết rồi. 2, 4, 6, 8, sao đấy, tính sao ra 6 gói vậy ta? 8 tặng 1 là 9 gói. Ok đấy. Trời ơi, mua 8 tặng 1 là 9 gói. Mọi người thấy giá là bao nhiêu? Đây. Hàng ví dụ cho 130 á. Nó thấy cưng. Cái gì? Sao rẻ thế nhỉ? 130.000 9 gói á. 9 gói 130. Hết rồi, 130.000 9 gói. Cái giá này rẻ quá rồi. Đây. Nhanh lên. Quá hay ai sợ. Đấy, đúng rồi. 130.000 9 gói, cái giá này rẻ quá. Trên này thiện, trên này thiện. Cái giá này rẻ quá. 130.000 9 gói, cái giá này quá trời rẻ rồi đấy mấy bạn. Ok, rồi, đây đây. Thơm có hả? Có mấy cái này nè. Thơm. Nè, ở bên trong nó có con rùa, em cạy con rùa nó lên. Bên trong có con rùa cho nên là tụi con đứt nó phải ăn lắm. Bóc sao? À, bỏ bác. Bóc sao? Bóc vỏ. Cái... Trời ơi, ông bỏ vô bỏ. Trời ơi, ông lẹ. Là sao? Ôi ôi, chán lắm trời à. Chán đời lắm đi thôi á. Ý là cái này nó bóc vỏ là mình có thể bóc ra nó có nhân bên trong. Để bóc ra mình coi. Nói thì mới biết đi. Đây, chị ví dụ nè, đây nè, em từ bóc từ lại này, cái này này. Từ từ. Giờ từ lại này. Từ rồi chị chỉ cho nó có cái con, có cái con. Không biết. Nè, lên. À, đây này, cái nhân đây đúng không? Cái này kiểu gì lạ quá. Ê, nó có con thù. Em mở ra, bên trong nó có cái con. Nó nấu ăn. Nó có cái hình thù cái con. Không, ông bóc ra đi. Trời ơi. Sao lại bóc ra làm gì? Bỏ mà mồm ăn đi. Đấy. Ta kêu bóc ra coi cái con rùa bên trong hay con gì. Sao lại có con gì? Thấy chưa? Thấy cái hình thù cái con gì á? Cục đá. Có con gì mà. Đây nè, em nhìn trên bao bì nè, em thấy không? Con này là cái con rùa nè. Đây nó, là con rùa. Nó có hình dạng đúng không ạ? Đây là cái con heo. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Đây, đây con gấu nè. Con gấu. Đúng rồi, con gấu. Có con gấu, ở bên trong là có con gấu. Lại bóc. Nó là cái dạng kẹo dẻo bóc vỏ, bên trong có cái nhân hình thù cái con, thích cưng lắm. Lại bóc kẹo này, bóc kẹo cái con gấu này. À, vào đi, nhanh đi. Bóc kẹo cái con gấu này. Cưng lắm. À, nhà đúng rồi. Các bà mẹ mua cho con ăn cái này ngon đấy. Ừ. Rồi lại chú mua cho này. Xoài bóc vỏ nè. Đi vào đây chú mua cho. Đừng có ăn con kẹo nữa. Không có ăn có kẻ nữa. Ăn ít thôi. Nãy giờ mới ăn được miếng đấy. Bây giờ tôi bóc một chán lắm. Như như bằng nào hôm nay nãy rồi. Tôi bóc một con gì đi. Ờ, qua đã. Đâu chưa qua. À đây à? Cô Hằng ơi đừng có ăn có kẻ nữa. Đây. Dễ sợ. Để một cái này. Có kẻ hả? Ăn đừng ăn có kẻ nữa. Yes sir. Đây lôi bóc ra. 8 bịch tặng 1 bịch. Mọi người ơi, combo 8 bịch tặng 1 bịch là 9 bịch, tất cả là 130.000 cho 9 bịch. Con gì? Rẻ thiệt sự luôn. Con gì? Thế xoài nào? Đây con lào ạ. Con gì rồi? Con này ông bóp nát hết trơn rồi ông Linh. Trời ơi. Linh cái tay chứ Linh. Đây nhá. Cái trái xoài. Đấy. Con này có. Con cá heo phải không? Đấy, các bà mẹ mua cho con ăn cái này ngon đấy. Cô coi nào, cô coi con gì? Trời ơi, con bóp nát hết trơn. Giá 130 là 8 gói. Kèm theo một gói. Hỏi chú Linh coi con gì? Như dí mấn đang cầm đây này. Linh ơi, chú Linh, cái đây là con gì? Con chó. Chó mập vậy. Phải không? Bên Nhật cũng có kiểu như này, nhưng mà về cái giá tiền này thì mua được 2 gói. Có thể á? Phải không? Thế chị nói rồi, ui, 130 mà nếu mà bên Nhật là mua được 2 gói thôi. Nè, bên trong này xoài có nhân thấy không? Vỏ xoài này. 8 gói. Nè, kèm theo một là 130 nha mọi người. Đó, mọi người thấy chưa? Gáp hết xoài bóc vỏ, nó là cái dạng xoài bóc vỏ nhá. Quá hời luôn. Bên trong là nhân xoài kìa. Đó, bên trong nhân xoài, đây là cái vỏ xoài nhá. Thôi, view lên lại thôi. Con lên. Cưng quá hả? Nhưng ngon này à? Ngon. Ngon. Sao để người lớn thích ăn cái này chứ con nít đâu. Người lớn cũng ăn ngon. Nãy giờ. Nãy giờ. Nói rồi, ăn cái này ngon lắm mọi người ạ. Ăn đi cuốn nha. Cái vị xoài, vị đào đúng thơm luôn á. Hai cái vị đúng thơm luôn. Bà chị bà nó này người ta cho deal của chị là bán đam mê thôi. Chắc là bán đam mê bán luôn á. Bán đam mê làm gì có giá này. Trẻ từ mọi người đợi hàng một xíu. Có hôm trước hàng có coi. Trời
Rớt nước miếng. Này, quá trời, nhỏ nào đặt cái tên dễ sợ. Cái kẹo này không bị rớt nước miếng đâu. Đúng rồi, rớt nước miếng rồi đấy. Rớt ăn đâu mà người lớn cũng ăn nha mọi người ơi. Cái giá của nó hiện tại đang là 8 gói tặng 1 gói là 9 gói tất cả. 130. Mà 130.000, rẻ quá trời. Mọi người chú Linh ăn kinh quá mọi người. Linh ăn kinh quá lúc này lên chú Linh lấy bọc. Chú Linh ơi bóc cho lấy cái xong chú Linh. Buông vào mông luôn xong chú Linh bảo lơ ăn ăn xong chú Linh bỏ vào mông chú Linh. Không hiểu. Nói không hiểu các bạn. Tạm thời không hiểu. Có bóc nữa không? Con à, con cho chú Linh bóc. Đó, một mình chú Linh ăn rồi, gió kẹo cả này nữa thôi. Nè, cút nè, cho lôi một con nè. Gấu, 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 gấu. Con voi, con voi. Con voi em ơi, con voi. Gấu, gấu, gấu. Con voi mà, thấy con voi không ta? Con voi. Ngồi ăn vừa khám phá, đây là con voi nha mọi người. Con gì, con gì? Mọi người comment anh thấy con gì mọi người? Thấy con mắt không đó? Ừ. Thấy con mắt không luôn. Không thấy, đây là con voi anh ơi, con voi. Con voi này con, thấy không? Hai cái tay nè. Nè. 8 gói. 8 gói là 130. Con voi. Kèm theo một gói nữa. Ừ, kèm theo một gói nữa là 6 gói tất cả nhá. Cái gì mà nó đang cầm ấy. Đấy, mở lại con. Con ba, con ba 8 gói tặng 1 gói là 9 gói tất cả 130.000. Quá trời lên nãy vô ăn kìa. Mời mọi người ăn nha. Mọi người đang nói rồi. Bóc cho Lôi ăn. Bóc cho Lôi nãy giờ. Phải không? Đúng rồi. Bóc cho Lôi ăn nãy giờ đấy nè. Của Lôi ăn đây nè. Ừ. Ừ. Mọi người tôi nhanh kim quá. Cái gì 100, ui cha 102.000. Ờ vẫn còn định 102. Quá ơi. Ui cha ơi 102, thôi được rồi, thôi cái này qua đi để trong giỏ hàng cho mấy bà đặt đi. Ừ, thôi đi ra. Thôi này qua cái này đi. Cái này cho Lôi. Cầm mẹ đi đi. Ừ, họ ra cho xô. Cẩn thận. Cẩn thận đó. Cẩn thận rớt. Cẩn thận không rớt nhá con. Cẩn thận không rớt đấy. Tưởng sao tưởng. À ừ, tôi xin lại mà. Em ngồi bác sĩ cùng đây nhá. Dạ vâng. Ui xa. Rồi, mến chào bác sĩ cung vào. Mến chào, cho quen đi. Mai mốt cho phiên ngày 5 tháng 6. Hello bác sĩ cung. Hello anh. Dạ, em chào anh. Dạ, chào anh. Hello em. Nay anh lại mang nay anh lại mang cái gì đến đây? Dạ không, anh cứ không, anh cứ ngồi dưới. Anh ngồi với Linh à? Vâng. Ôi trời, hai à, ok. Hai ông lại ngồi livestream bán dung dịch vệ sinh à? Vâng. Hai à, ôn bài nhá. Con trai bán dung dịch vệ sinh nó mới chết. Được rồi. Đấy. Ôi trời, hàng đây ra. Ờ, rồi ok. Rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Sao nhỉ? Ngày hôm nay toàn bán mấy cái đồ phụ nữ nhỉ? Phụ nữ mà, phụ nữ thì lúc nào cũng cần được yêu thương em ạ. Cứu chủ tịch à? Có cần cứu không em? Thôi không cần, không cần. Quen đấy anh ạ. Sáng rồi. Giờ lúc trưa cũng giới thiệu cái ấy rồi. Nên cũng quen rồi. Rồi, thì Linh hôm trước anh cũng đã livestream với em về dung dịch vệ sinh rồi. Vâng. Thế thì em muốn khám phá thêm xem có những cái gì nữa không? Thực ra thì hay là hôm nay mình ôn bài đi. ok. Ôn bài đi để mai sau có người yêu thì chăm rồi. Sóc cho người yêu, sau đó thì xong rồi chăm sóc cho vợ nhá. Rồi ok, thế thì bây giờ em chọn cho em cho anh một trong ba cái này. Em chọn cái nào đi? Cái này đi. Cái trên cùng gì? Cái trên cùng này. Cái trên cùng, ok, ghim cho anh dung dịch vệ sinh Intimate màu hồng. Đấy, Linh có nhớ gì về Intimate màu hồng không? Không. Lại quên rồi. Quên đúng không? Quên rồi. Đấy, cái dung dịch vệ sinh Intimate màu hồng này nhá, nó có cái thành phần là lactic acid. Được sao? Ok, 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 chưa, rồi, chưa, ok, chưa. Rồi. Ok chưa? Ok chưa? Ok. Rồi. Rồi, rồi, cái dung dịch vệ sinh Intimate màu hồng này nhá Linh, nó có một cái thành phần nó gọi là lactic acid. Để nó giải quyết được cái vấn đề của chị em, đấy chính là cái vấn đề mà bị hôi. Đấy, em ạ, chỗ nào mà nó hôi thì được, nách hôi thì được, chứ còn chỗ đấy mà hôi thì... Vứt? Không, không vứt được. Thế à? Cái gì nó hỏng thì mình phải sửa. Chú lại vứt. Nào, các bạn ơi, ông này ông ấy bảo là chỗ đấy hôi thì vứt. Nào, các bạn có vứt không ạ? Nào, chị em comment vào đây cho tớ là xem có vứt không? Cái gì mà mình hỏng đúng không thì phải sửa đúng chưa? Đúng rồi. Và đương nhiên là anh sẽ có những cái công cụ, anh có những cái tool để anh có thể sửa cái vấn đề đấy cho các em, cho các bạn, chứ còn làm sao mà lại hôi lại vứt được. Thế thì nếu mà hôi được chưa thì rửa cho anh cái màu xanh, à màu hồng này. Đấy, màu hồng này là chuyên dành cho những bạn nào bị hôi.
hai cái vấn đề thường gặp nhất của chị em phụ nữ, một là hôi, hai là ngứa. Thì cái này là dành cho hôi nhá Linh nhá. Cái này dành cho hôi. Em cứ nhớ cho anh là được. Nhưng mà cái này ở đâu là như này đi? À không, cái này thì nếu ở thị trường Việt Nam thì rất là nổi tiếng. Bởi vì được sử dụng ở các bệnh viện phụ sản. Em nhìn này, Hội Phụ Sản Việt Nam khuyên dùng. Hai sản phẩm này được Hội Phụ Sản Việt Nam khuyên dùng trước đây. Còn sản phẩm này thì nó mới có mặt ở thị trường Việt Nam được khoảng 6 tháng. Thì cái này thì chưa được hội khuyên dùng thôi, bởi vì nó mới quá. Đấy, nhưng mà cái này là dòng đắt tiền nhất là 269.000. Hôm nay các bạn nhìn thấy trong live stream là giá bao nhiêu ạ? Này, hôm nay có bao nhiêu? Ui ôi, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3, 9 á. Sao lại thế nhỉ? 1.3, 9 được, không thể 1.3, 9 được. Đây. Không thể 1.3, 9 được. 1.6, 7. Không thể 1.6, 7 được, cái này là 269, sau đó thì giảm tối đa xuống 209 thôi. Đúng mà, 1.6, 7. Mã giảm giá gì đấy? Của chị Hằng giảm 30% mà. Thế cơ à? Vô trừ kinh lắm. Rồi vô trừ kinh lắm. Em đang được giảm 30%. 30% đấy. Em đang được giảm 30% lận. Là thì... rẻ hơn ông bố luôn. 1.6, 7. Anh cứ quất đi, bây giờ nha mọi người. Nhưng mà anh bảo này, nếu mà hôm sau tháng 6 anh live stream mình không bán được hàng nữa thì làm nào? Thật, kệ anh. Kệ anh. Thì kệ anh. Đây nha mọi người ơi, đây có 3 dòng nhá. 1.4, 1.4. Đấy, xíu nữa mọi người nhớ hỏi bác sĩ để chia sẻ cho mọi người là dòng nào, sử dụng cho đối tượng nào, viêm bụng các thứ rồi có xài được không? Khô ướt rồi các thứ xài dòng nào? Đúng mọi rồi. Người nhớ hỏi kỹ nhá. Cái này là đang giới. Còn giờ em xin phép ra ngoài hút sổ miếng. Rồi ok, chị đi đi. Ôi rồi, chị đi đi. Qua mã. Ờ sao để qua mã? Hả? Sao qua mã? Hả? Rẻ quá. Rẻ quá thì bán 1.6, 7 thì cứ ấy đi, cứ tẹt ga đi. Cứ tẹt ga đi. Chốt đi, chốt lẻ đi mà. Thôi, em qua cái ông qua mã luôn. Ông trời ông. Ờ cứ để đấy để. Quốc, bà nào đang xài rồi quốc đi chứ rẻ quá. Ui 1.24 kinh nhỉ. Ý chứ bình thường là như ăn. Ồ, sao trời ơi em ơi, nhập công được 1.24. Bây giờ 1.24 nhiều luôn đấy. 1.24 nhiều luôn đấy. Chết rồi. Ê thì nó nghe này, cộng đồng các cổ mua đại đi, mua tầm tấn. Mua tầm 1 tấn để nhà xài dần đến già. Anh đố các bạn nhìn thấy mức giá 1.67 cũng không. Anh đố các bạn nhìn được mức giá 1.67 trên livestream của anh. Chưa đúng không? Chưa hề có đúng không? Hôm trước anh livestream của em là 1.89 hay 1.87 đúng rồi đúng rồi. Hôm nay là rẻ hơn hôm trước. Ui trời. Chuẩn bị đóng hàng. Thật. Màu. Màu đậm đúng không? Ừ. Màu đậm này. Màu đậm là dành cho những bạn nào mà bị khô. Đấy hôm trước nhớ livestream này là hôi. Đấy. Cái này là khô. Bây giờ đấy. Nào ghim cho anh này. Bây giờ để anh nhìn nhé. Ôi giời ơi, có 99. Hả? Ôi giời ơi, anh nghe này anh không dám tư vấn nữa luôn ý Linh ạ. 99k? Ừ. Ô. Sao nhỉ? Anh không cả dám tư vấn nữa luôn ý. Ô, 99k. Đâu một đi. Thôi được rồi, diện đang nói này. Đang ghim màu đậm đúng không? Màu đậm là dành cho những bạn nào mà bị khô, bị ngứa. Thì như vừa anh nói với Linh ý, thì là một trong hai cái vấn đề về phụ khoa mà hay gặp là hôi với cả ngứa. Đấy, anh nói thật là mai sau là kiểu gì thì em cũng sẽ phải tiếp xúc cái vấn đề này đấy. Đấy. Nghe thì nó xa lạ thôi. Kiểu gì thì cũng dính đấy. Đấy, này. Thì nếu mà bạn nào mà bị khô hoặc là chị em nào mà bị gọi là da nhạy cảm thì các chị rửa cho mình cái mẫu này. Bởi vì trong cái này thì nó sẽ có 4 cái thành phần giúp chị em dưỡng ẩm và tái tạo lại làn da. Thứ nhất là thành phần đây, anh đọc cho em đây. Cái này nó dính chắc cái này, glycerin là một này. Một là glycerin này em nhìn thấy chưa? Panthenol là vitamin B5. Nôm na là như thế, nghe nó hơi lằng nhằng đúng không? Nhưng mà thôi anh cũng phải giải thích cho nó khoa học đúng không? Anatolin này và sodium hyaluronate đều là 4 cái thành phần nó sẽ giúp cho da của mình nó ẩm ướt hơn. Và da của mình lúc đấy nó sẽ không bị nhạy cảm, không bị ngứa rát. Đấy, đấy là màu xanh đậm nhá các bạn nhá. Giá niêm yết của nó là 229.000. Đấy, 229.000. Mà bây giờ còn bao nhiêu đấy? Và Apple chờ bên chỗ chị hàng còn bao nhiêu? Anh chẳng biết được. Bao nhiêu mọi người? Lại đỏ mặt à? Đỏ mặt gì đâu, không có đỏ đâu. À thế à? Đỏ mặt. Bình thường mà, cứ thoải mái thôi. Mấy cái này đơn giản mà. Các bạn ơi, vấn đề gì đâu. Giá bao nhiêu các bạn để lại comment tớ. Đây, Linh này, đọc cái này cho anh. Đọc giúp anh cái dòng chữ này. Đâu. Đây, dòng chữ đậm đậm này. Sản phẩm được Hội Phụ Sản Việt Nam khuyên dùng. Ok. Ừ. Ok chưa? Ok. Hội Phụ Sản Việt Nam thì uy tín chưa? Phải uy tín. Uy tín không? Khuyên dùng mà. Ừ, Hội Phụ Sản Việt Nam khuyên dùng thì là uy tín khuyên rồi. Dùng là phải dùng. Đúng rồi. Những cái gì là khuyên là phải dùng. Chính xác. Thế thì nhắc lại chị em này, cái này nhé. Bạn nào mà bị khô thì các bạn dùng cho mình cái này. Được chưa? Ok. Ghim sang cho anh cái chai màu hồng. Ghim lại cho anh chai màu hồng này. Dành cho những bạn nào mà bị anh vừa nói xong về anh bắt chúng nhắc lại.
dành cho những bạn mà cái gì bẩn à? Không phải là gọi là bẩn. Thì bẩn đấy. Không phải là bẩn. À, thế à? Thế tức là cái gì? Bị hôi. À bị hôi, bị hôi. Ờ, đúng rồi. Không phải là bẩn, không dùng cái từ bẩn. Hai lại dùng cái từ bẩn ở chỗ đấy. Màu hồng kim doanh, ra màu hồng là dành cho những bạn nào mà bị hôi. Được chưa? Đấy, đây này mọi người cần nhắc cho. À, không phải là bẩn. Bị hôi. Đấy, thấy có mùi hôi là dùng cho anh cái màu hồng, mà cái này có rửa để rửa cho nam được nhá. Ờ thế à? Em tưởng là của nam riêng. Không, cái này có thể rửa cho nam được nếu mà không dùng của nam riêng. Thực ra nam với nữ ấy nó chỉ khác nhau về mùi thôi. Còn cái của nữ này mùi thơm. Hôm trước ngửi rồi chắc quên mùi rồi. Quên rồi. Ngửi lại đi. Không thôi. Ngửi lại đi. Ông mình ngửi lại đi. Anh hỏi là thật là bây giờ vợ dùng nhưng mà có khi em lại cần ngửi. Được đấy. Thơm. Thơm. Thơm thật không? Thơm. Đấy nhá, màu đây này, cái màu hồng này thì cái thành phần chính của nó thiên về cái tình trạng khử mùi và hỗ trợ giảm viêm, nó là thành phần lactic acid. Đấy, anh nhìn vào cái máy tính kia đúng không, ở cái camera này đây đây, cam này, camera này cam chính này. Rồi ok đấy, thì cái thành phần của nó là cái thành phần lactic acid. Thì nếu như mà chị em có mặt ở đây thì chị em đều biết rằng gì, kiểu gì thì kiểu sẽ có những cái lúc mà mình bị hôi. Thứ nhất là gì, có thể là trong chu kỳ kinh nó đấy. Thứ hai là gì, là có thể những bạn mà bị viêm nhiễm theo dạng tạp khuẩn. Nôm na nó có một cái bệnh nó gọi là viêm do tạp khuẩn. Nôm na nó là như thế, thì là hay bị hôi. Tuy nhiên thì những bạn nào mà có làn da quá nhạy cảm, những bạn đang bị viêm nhiễm nặng, nấm nặng nhá, tại vì anh khám bệnh nhân nhiều anh biết, những bạn nấm nặng da bạn ấy nó cứ đỏ rát, hồng rực lên như má của em ấy. Đấy, kiểu đấy. Má của em thì thẳng nó hồng lên đấy, kiểu như thế. Thì không nên rửa cái màu hồng này. Màu hồng thì lại không rửa cho những bạn nào mà da quá nhạy cảm. Còn những bạn nào mà hôi, cứ rửa màu hồng, chọn màu hồng cho anh. Ok chưa? Nhớ chưa? Rồi, ok. Hôi. Ngứa. Khô và ngứa. À, khô và ngứa. Chính xác. Okay, khô rồi, và ngứa. Rồi, ok, hai sản phẩm thế nào? Sản phẩm này giá gốc bình thường là 269. Anh nay còn 1667 thôi. Ừ. Hôm nay còn bao nhiêu ạ? Nay còn 167 thôi. Mọi người xem giá hai sản phẩm này bao nhiêu? Hôm nay mọi người xem giá thì còn bao nhiêu? Quá hời luôn, trong đây chỉ hàng quá hời luôn. Đây, anh thấy anh cho Linh đọc công văn giá. Đúng chưa? Đúng rồi. Đúng chưa? Đây, à đâu, 259 anh nhỉ? Bình thường là 259. Ừ. Đấy, hôm nay các bạn xem giá bao nhiêu? 259 là bình thường nhá, 187 á. Ui, 167. Có đúng chưa? Đúng công văn chưa? Linh. Vâng, đúng công văn chưa? Đúng rồi. Giấy tờ đấy đúng rồi chưa? Ok. 187. 167. Ui giời. Rồi ok thôi, xin phép anh qua mã chứ. Có thế à? Không giữ lại đâu lâu tí. À thì thôi anh cứ vẫn để trong giỏ hàng nhá. À ok. Vẫn để trong giỏ hàng nhá. Chắc là hôm nay nhiều đúng không anh? Cái này hôm nay thì nhiều nhưng mà hôm nay vài chim này. Chết. Giảm 30% tất cả các cái bài. Ok, qua tiếp theo cái dòng mà đây nhá. Cái này là ngứa. Vâng, hôi. Không phải ngứa, ngứa cái khô. Hôi. À, khô này hôi. Cái này là hôi. Ừ, ok. Thế bây giờ sẽ làm sang cái này. Cái này là dùng hàng ngày để phòng viêm nhiễm. Dạ. Những bạn nào mà hôi ít nhưng mà những bạn có làn da nhạy cảm, được chưa? Thì dùng cho anh cái này. Tức là nôm na là những bạn nào mà không biết là mình đang bị làm sao. À vâng. Muốn chọn một dòng sản phẩm mà có thể dùng được cho ai cũng dùng được. Vâng. Thì chọn màu xanh nhạt. Thành phần của cái xanh nhạt nó sẽ khác, có một cái thành phần nó khác hai cái này. Nó là một cái chất nó gọi là, đây này, em đọc này, anh chỉ cho em này. Lactobionic acid. Thì cái lactobionic acid này nó là cái thế hệ sau của cái lactic acid ở bên này. Thì cái lactobionic acid ý, nôm na là cái phân tử của nó lớn hơn. Đây là nó ít khi bị kích ứng ra và nó sẽ giúp giữ ẩm tốt hơn. Do vậy nên là anh vừa nói với cả các bạn ấy. Đấy, anh vừa nói với các bạn ấy là cái này là dùng được, không dùng cho da nhạy cảm. Nhưng riêng cái màu xanh nhạt này thì lại có thể dùng cho da nhạy cảm. Đấy là nếu mà em có vợ không biết mua cái gì, không biết vợ bị làm sao là mua cái này. Để mà an toàn là mua cái này. Là mua cái này. Đúng, ok. Đúng. Ok chưa? Ok chưa? Rồi ok. Ừ. Nhưng mà ghim chưa nhỉ? Hả? Anh không biết được. Ghim chưa? Ghim chưa nhỉ? Ừ, ghim chưa? Ghim chưa mọi người? Ở đây nóng quá. Nóng. Thế nóng anh mang vé đi chẳng nóng. Anh ăn mặc quần đùi thôi. Quần đùi áo. Ông em người nổi tiếng rồi, em đi đâu em chả sáng anh. Anh người dân đen đi. Bao nhiêu mọi người? Ôi, 133, 134 hả? Ôi khiếp. Thế á? Kinh khủng. Cái này bình thường là nếu mà anh mà có khi anh không bán được. Ui thật. Ừ. À ok chưa?
1.99. Ơ, thì hôm trước sang cái màu ấy nhá, mình qua mã này chưa? Mình qua mã chưa hay là giữ lại? Các bạn muốn qua mã hay là mọi người muốn qua mã hay là giữ lại ạ? 1.99. 1.99 á? Rẻ hay à? Rồi. Hết voucher chưa? Dùng hết voucher luôn. Mua, thật đó. Mua hết voucher luôn. Nhanh đấy. Ừ. Các để hỏi TikTok xem có được voucher không? Hả? Có. Xem coi có thêm voucher không cả. Ừ. Thế thì Giang sang cái này đi. Sang cái này trước rồi tí nữa vòng lại. Ừ, sang cho Nam nhé. Giữ à? Không thì mời. Ừ, thôi qua nhé. Để xin thêm nhé. Các bạn ơi, để xin thêm voucher của TikTok nhé. Được chưa? Qua men hỗ trợ viêm nấm đi anh. À, qua cứu ông. Ông. Sao các bạn gọi em là ông xã nào đấy? Đâu? Thế. Ừ. Rồi ok, tiếp này. Dung dịch vệ sinh dành cho nam. Hôm trước là anh bảo gửi cho em mấy chục chai này, nhớ không nhỉ? Vâng, có rồi. Nhận được chưa? Nhận được rồi. Nhận được cả, rồi. Cả C nữa. Không phải C, đấy là vitamin tổng hợp. Vitamin tổng hợp. C nó chỉ là một trong 21 thành phần ở trong đấy thôi. Vâng. Nó còn 21 thành phần, tí nữa anh sẽ lên sản phẩm đấy. Vâng. Đây nhá. Tiếp đến là ghim cho các bạn cái dung dịch vệ sinh dành cho nam này. Hôm trước là em đã thử rồi, hôm nay không biết là có nước ở đây để cho em thử không nhỉ? Có chứ. Có không? Có chứ. Nước đây cho. Không phải, nước để ra dung dịch vệ sinh thì thử. Nhưng mà thôi, hay là thôi nhé. Hôm trước thử rồi. Vâng. Hôm trước thử rồi. Dùng có ok không? Em thấy có ok không? Chưa thử, đang để ở công ty. Đang thử, đang để công ty. Đã về đâu? Đã về công ty đâu? Từ hôm đấy chưa về công ty. Chưa về. Chưa về công ty. Ok, thì anh gửi anh nhớ là khoảng 20 chai cho bọn em. Vâng. Ok, đây nhá. Đang ghi với chị em ở đây là dung dịch vệ sinh dành cho nam. Thì các bạn nhìn thấy này, một chai dung dịch vệ sinh dành cho nam nó vẫn sẽ có những cái thành phần sẽ giúp cho các bạn gì ạ? Kháng khuẩn. Các bạn cứ hiểu đơn giản là như thế này. Phụ nữ ấy, một trong những nguyên nhân mà phụ nữ dễ bị viêm nhiễm đấy chính là do đàn ông. À, thế à? Anh giờ mới biết anh ạ. Ôi, em chưa có người yêu đúng không? À, chưa. Chắc không? Chắc. Chưa. Ok, chưa có người yêu đấy. Thì chính cái việc mà chị em phụ nữ vệ sinh được cho ông chồng, ông người yêu của mình được sạch sẽ, đấy chính là giúp cho bảo vệ chính bản thân mình. Đấy, anh hay gọi là chăm sóc sức khỏe chủ động là như thế. Không phải đợi đến lúc mình bị viêm nhiễm rồi, lúc đấy mình mới cuống cuồng, mình quay đi, mình tìm cách. Đúng không em? À. Mình phòng bệnh mới là cái điều quan trọng. Đấy. Chính bản thân mình sạch sẽ, mình sẽ giúp cho vợ mình được sạch sẽ. Bởi vì hai vợ chồng sinh hoạt với nhau. Đúng không? Em hiểu đơn giản là như thế. Thế bây giờ nếu mà mình không được sạch sẽ thì dễ gây bệnh cho vợ. Đấy. Có đúng không? Vì thế là phải vệ sinh đúng không anh? Phải vệ sinh. Vâng. Phải vệ sinh. Đúng không? Đấy, hôm trước là anh cho em thử đấy. Rất ok. 200... À, anh nhớ không nhầm cái này là hơn 300.000. Để anh xem lại công văn nhé. Anh xem lại công văn. 339.000. Đây. Men Duo Concept đây. Vâng. 339. Đúng chưa? Đúng giá chưa? Mọi người xem. Ghim rồi. Ghim rồi. 339.000. Ui. 209 à? Không phải 209 đâu. Không bao giờ là 209 được. À. Bao nhiêu mọi người thấy giá bao nhiêu? Không bao giờ là 209 được luôn. Cái này dành cho nam mọi người nhá. Cái này là dành cho nam. Dành cho nam. Nó rất là dễ chịu. Mùi hương dễ chịu, không thơm như ấy đâu. Không thơm như cái này. Tức là cái này là mùi hương theo kiểu thơm, theo kiểu nó nữ tính, nó nhẹ nhàng. Nhưng mà cái này là dành cho nam. Ở đây anh không vào được wifi để anh xem. 222 ui rồi. 222. Ok. Rồi mọi người. Rồi bây giờ qua nhá, các bạn nhá, qua mã nhá hay là thế nào? Xin nhanh đấy. Ờ thế à? Ờ thế thôi. À, qua luôn hả? Anh ơi, qua mã nhá. Hay là bao giờ có voucher của dung dịch vệ sinh thì quay lại nhá. Vâng. Bao giờ bạn Trần Văn Tân gì đấy, bạn bảo là ghim cho bạn ấy nốt. Ghim lại cho bạn ấy nốt để cho bạn ấy mua. Cứ ghim tầm vài phút, 2 phút. Ừ. Cho anh xin hai cốc nước nhé. Cho xin hai cốc nước để... Té luôn anh. Không phải, uống lại vitamin đi. À, cho nó có sức khỏe đi. Với chai như... Ừ. Những chai được rồi. Ừ. Không, cho vào chai à? À, cốc được. Cốc. Cho vào cốc đi. Cho cốc đi, hơi nhỏ. Cho vào chai đi. Cho anh hai vào hai cái chai đi. Đúng rồi. Okay. Đi. Lát nắm không xem được. Ô, các bạn ơi, các bạn xem mạng ở đây có bị lát không? Chị em xem ở đây có bị lát không? Ừ. Chị em comment ở trên livestream đi xem có bị lát không? Anh Linh xài thử em mới mua. Gửi cho Quang Linh 20 chai rồi. Xài rồi. Hôm trước là lên livestream của Quang Linh rồi. Đúng không? Thích rồi. Sau đó thì tớ gửi cho sản phẩm này rồi. 20 chai hả? 20 chai rồi, cho tất cả mọi người dùng rồi. Ok nhá các bạn nhá. Rồi bây giờ tớ qua mã này, các bạn còn cần sản phẩm dung dịch vệ sinh nào nữa, các bạn để lại comment ở đây cho tớ. Để tớ tư vấn cho bạn sau. Còn không thì tí nữa mình sẽ quay lại sau. Bây giờ mình lên vitamin nhá. Vitamin tổng hợp. Ui, nãy giờ uống với ăn là bao nhiêu thứ rồi đấy? Em ăn cái gì? Hả? Nhiều lắm. Em ăn cái gì mà nhiều? Chưa tính được. Ghim cho anh cái vitamin tổng rồi, hợp. Rồi, anh cho em viên à? Ừ. Bộ sức khỏe đấy. Ơ, thôi khá như này. Đó là cái này. Thế à? Ừ. Chú lại cứ quên.
Cái này anh gửi vào trong đấy là hình như là 100 hay sao? 100, 100 lọ. Đúng không? 100 em lọ. Nhận 100 chưa? 100 lọ, nhận được một thùng luôn mà. Ừ. Rồi ok. Cái này nhá, nó là vitamin tổng hợp. Mình nhắc lại cho các bạn, cái này nó sẽ bổ sung 21 các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu để cho cơ thể của mình hoạt động thể lực trong cả một ngày dài. Đấy thì ví dụ như là giả sử em ở bên nước ngoài chẳng hạn, em phải đi nắng nhiều, em làm việc nhiều, mất nước này, mất muối khoáng này, mất vitamin, thì lúc đó chúng ta sẽ cần bổ sung thêm để chúng ta duy trì sức khỏe. Chúng ta uống ở đây chứ không phải là chúng ta chỉ uống nước, đúng không? Cơ thể của chúng ta hoạt động, chúng ta tiêu tốn không chỉ là nước mà nó còn là các cái muối khoáng, các cái vitamin khác nữa. Đấy, thì chính cái này nó sẽ bổ sung cái đó cho chúng ta. Bản chất thì các bạn hiểu đơn giản là như vậy. Đó, rồi. Đấy nhá. Pha vào nước cho tớ, pha khoảng 200 đến 300 ml nước. Hôm nay anh vẫn lên cái deal cho Hằng là mua 2 là 179. Giống như deal của em hôm trước, riêng của em hôm trước. Nhiều bạn hỏi là tuổi đấy. Cái này là trên 10 tuổi. À, trên 10 tuổi, ok. Trên 10 tuổi dùng được. Trên 10 tuổi. Ờ, không dùng cho phụ nữ mang thai, có thể sử dụng cho phụ nữ cho con bú. Đấy. Các bạn nhìn thấy giá bao nhiêu? 175 đúng không ạ? 175 là được 3. Được 3 típ. 3 típ này là mỗi típ là 13 viên. Tổng 3 típ là 39 viên, 175.000. Ổn không? Một típ là bao nhiêu bên này? 13 viên. 13 viên. Cái này nó không phải 21 gì anh nhỉ? 21 vitamin và khoáng chất thiết yếu. Em nhớ nhá, người ta sẽ chia ra là bổ sung một lần 21 đấy. 21 loại luôn. Kiếp đấy à? Ừ. Ổn mà. Không phải chỉ mỗi C đâu em. Ôi, 160 kìa. Sao lại 160? Đó kìa. 160 kìa. 160 ấy. À, tài khoản đang xem trên 10 lần nào có 160. Có bạn mua 110. Ừ. Có tay. Cái này của nó là date tháng, cho các bạn xem date của nó là tháng 4 năm 2025. Đấy. Nói chung là phải xin nhãn hàng tài trợ cái date tháng 4 2025 để cho các bạn mua được giá hời. Còn bình thường ấy, cái này các bạn mua nó sẽ phải cả 100.000 một tí này. Đây à? Ừ. Cái này là được trợ giá từ hồi Covid. Ừ. Uống ok lắm các bạn. Uống rất ok luôn và không đường nhá. Cái này nó không có đường luôn. Không hề có đường. Combo 2 đúng không? Combo 2 kèm 1 đúng không? Giống như em hôm trước ý. Vâng. Giống như em hôm trước ý. Tức là các bạn mua cái này là sẽ được 3 típ. Vâng. 3 típ. Tổng là 3 típ. Ừ, bình thường là hơn 200.000 luôn. Hôm nay là các bạn mua giá như này sẽ được 3 típ dùng cho anh là trong vòng 39 ngày sử dụng. 170 mấy nghìn đấy chia cho 39 ngày sử dụng chưa đến 5.000 một ngày. Vì thận dùng được không nhỉ? Cái này nhá, suy thận thì không dùng được. Vâng. Chứ còn ví dụ là sỏi thận này, các thứ dùng là bình thường. Nhá, cái này là nói với Linh, anh với Linh trước là gì? Như thế này ở bên Đức, em nhớ không? Chính hãng này. Đúng rồi. Ok chưa? Ok. Đấy, và dùng được cho những người không ảnh hưởng gì đến suy thận luôn. Chỉ đang suy gan suy thận thì các bạn không được dùng. Nhắc lại, suy gan suy thận thì không dùng. Chứ cái này nó sẽ không gây ra sỏi thận giống như nhiều người lo sợ. À, uống vào thời gian nào? Uống vào buổi đêm đúng không? Không. À, không phải cái buổi tư hay buổi ngày nhỉ? Sáng. À, sáng. Buổi sáng. Sáng hoặc là trưa. Tại vì sao hôm nay buổi tối mình dùng? Bởi vì là thực ra là hôm nay mình phải live stream. Vâng. Mình phải nói nhiều, mình phải làm nhiều. Thì mình dùng. Chứ làm còn không là mình sẽ phải uống vào buổi sáng hoặc buổi trưa. Đấy, dạ dày dùng được các bạn ấy. Dạ dày dùng được sáng hoặc là trưa. Tiểu đường anh. Hả? Tiểu đường dùng được, tại vì cái này không có đường. À đúng rồi. Em nhớ không? Hôm trước anh đúng giải trí của em rồi. Giờ mới nhớ. Nhớ chưa? Giờ mới nhớ. Nhớ rồi đúng không? Đấy, nhớ rồi. Cái này không được dùng ban đêm. Thực ra ấy, nó không gây ra cái bất lợi gì khi các bạn dùng ban đêm. Nhưng cái câu chuyện là khi các bạn bổ sung vitamin tổng hợp vào ban đêm với những người mà nhạy cảm quá thì những người đó rất là dễ bị mất ngủ. Đấy, còn một, anh một ngày một viên đấy, một ngày một ngày viên. Một viên và dùng được 10 tuổi trở lên. Viêm gan không ảnh hưởng nhé các bạn nhé, chỉ là suy gan suy thận thì chúng ta không dùng. Vâng. Đấy, thương hiệu là từ của Đức 120 năm rồi, có bức nhé. À đấy, có một người vị thì nó hơi chua chua một tí. Hơi chua chua nhưng mà dễ uống. Vâng, cái này nếu mà em pha đá vào thì khá là dễ uống. Và cái vấn đề rất là quan trọng đấy là gì ạ? Cái này nhiều bạn hỏi anh là bản chất là cái này mình dùng theo đợt hay là như thế nào? Thì chúng ta cứ hiểu đơn giản là ăn ngày nào chúng ta cũng phải ăn. Đúng không? Hoạt động chúng ta phải hoạt động hàng ngày. Chúng ta mất muối khoáng, chúng ta mất vitamin thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày. Do vậy nên là việc bổ sung cái này là chúng ta có thể bổ sung liên tục mỗi ngày. Mỗi ngày. Chứ cái này nó không phải là thuốc, các bạn nhớ tới nhé. Cái này nó không phải là thuốc, nó là một dạng thực phẩm bổ sung. Nó bổ sung thêm vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể của chúng ta hoạt động một cách trơn tru. Đúng không?
Đấy, nên là chúng ta dùng cái này kéo dài và cho con bú dùng được. Cái này không dùng cho bà bầu nhé. Không dùng cho bà bầu, không dùng cho người suy gan suy thận. Hết, vậy thôi. Ai cũng được. Lại 153 thế này. Lại về lại 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 về 153 rồi. Ủa rồi. Thật à? Ui, 153 rồi này. Ừ. Lại xuống rồi. Ừ. Trời ơi. Mua 2 tip kèm 1 nha mọi người. Mua 2 kèm 1 tức là các bạn thành 3. Là thành 3. Các bạn sẽ nhận được 3 tip. Nhận được 3 tip đúng không? Anh nhận em mỗi một tip ở đây. 3 tip. Nhưng mà sau cứ dùng đi. Dùng ở bên Angola. Vâng, cứ bổ. Mai sau về. Đúng rồi. Về hiện tại bây giờ là có anh gửi cho nhá. Ok chưa? Vâng, phải quan tâm tí sức khỏe mọi người nhá. Chứ nói như anh đừng để gì nhỉ? Ốm. À, đừng để ốm rồi mới tìm đến. Đúng rồi. Câu chuyện là chúng ta cần chăm sóc sức khỏe chủ động. Linh ạ. Nó là chăm sóc sức khỏe chủ động. Cơ thể của chúng ta trẻ, chúng ta còn khỏe thì không nói. Nhưng khi chúng ta có tuổi rồi, chúng ta làm việc nhiều trong một thời gian dài rồi. Lúc đấy dần dần lúc đấy chúng ta mới yếu. Khi cơ thể của chúng ta yếu rồi, lúc đấy chúng ta bổ sung thì nó đúng rồi. Khá đúng không? Em cũng biết cái điều đấy mà, đúng không? Ơ mạng lát em. Mạng lát nghe không rõ nhỉ? Rất là nhiều người bảo mạng là mạng lát nghe không rõ. Cái này không ảnh hưởng đến vấn đề huyết áp nhé các bạn nhé. Huyết áp dùng bình thường. Đấy, cái này huyết áp dùng bình thường. Rồi ok, có một bạn vừa hỏi anh là lượng calo của cái này là bao nhiêu. Thì cái này nó chỉ là 10 kilocalo. 10 kilocalo ấy. Sao anh? Tức là nó không có nhiều năng lượng, các bạn sợ là calo nhiều các bạn bị bụ bẫm. À, anh à. mình không được cái dùng cái từ ở dưới kia. Đấy mình phải dùng cái từ bụ bẫm. Đấy. Các bạn sợ là calo nhiều nó bị bụ bẫm thì gì? Cái này nó không có đường. Các bạn nhớ là gì? Cái này nó không có đường. Ok. Mic nhỏ à? Alo. À mic nhỏ à? À mic nhỏ, mic của anh nó nhỏ, các bạn nghe rõ không? Mic nhỏ. Tôi cho nó cài đã. Đâu? Đây à? Alo. Được chưa? Anh nói to mà. Okay. Nó chẹt mic hay sao ấy. Để cái này ra ngoài đi. Đâu, cái này. Cái này. Ok chưa? Ok. Rồi, ok. Ok, anh qua mã nhá. Qua mã nhá. Qua luôn hả? Qua mã. Thôi. Rồi. Tiếp. Omega 3 nhá. Này cái gì đây nữa này? Omega 3 hôm trước anh cũng tư vấn trên livestream của em luôn. Cái này á? Dầu cá. À đúng rồi. Nhớ không? Nhớ. Dầu cá omega 3, hôm trước anh cũng tư vấn cái này sản phẩm này trên livestream của em. Thế thì trong cái vitamin tổng hợp kia nó sẽ không có dầu cá nhé. Vâng. Ừ, đấy là vitamin và khoáng chất nhé. Vâng. Còn dầu cá là axit béo. Vâng. Đấy, thực ra nó vẫn là những cái mà cơ thể của chúng ta cần có hàng ngày. Ghim cho anh omega 3 nhé, chưa thấy ghim omega 3 đâu. Nào, cơ thể của chúng ta mới chúng ta cần hàng ngày. Bản chất là gì? Ví dụ như là em đều biết là gì, trong chế độ ăn hàng ngày của chúng ta cần gì? Dầu mỡ, chất xơ này, rồi chất đường này, đúng không? Đấy thì bản chất của cái omega 3 này nó là một cái chất béo, nó là một cái axit béo thiết yếu mà cơ thể chúng ta không thể tự tổng hợp được, mà thường là chúng ta phải bổ sung qua cá biển. Thì hôm trước anh có hỏi là em có được ăn cá hồi bây giờ không ấy? Chưa. Em ở lên đâu ăn cá hồi mà? Đúng không? Thì cái omega 3 này nó được chiết xuất từ dầu cá hồi, từ gọi là mỡ của con cá hồi thiên nhiên. Đấy, và nó đã được chiết tách để không có kim loại nặng, do đó có thể sử dụng an toàn cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Với phụ nữ mang thai ấy, thì bổ sung omega 3 DHA này này, nó sẽ giúp hỗ trợ phát triển trí não của thai nhi. Trong tất cả các cái dòng sữa ấy, phải bổ sung DHA để phát triển trí não thai nhi. Đấy, và với người lớn ấy, thì DHA nó sẽ giúp cho mình giảm cái tình trạng căng thẳng stress. Với chị em phụ nữ ấy, thì nó sẽ giúp là mình hỗ trợ cải thiện được tình trạng đau bụng kinh và giúp chống viêm, còn đẹp da nữa. Đấy, đây. Ơ, đây, cái hộp này đây. Hôm nay hình như là hộp anh uống ấy, các bạn gửi vào đây đấy. Đây này. Đây. Hôm trước anh cũng tư vấn cái omega 3 này trên livestream của em. Omega 3 này là bên... Hai viên nhỉ? Chính là bên em đang hợp tác. Ấy đấy, nhập về đấy. Vâng, em biết. Em biết đúng không? Em biết không? Biết. Ừ. Hai viên nhai luôn nhỉ? Thực ra là cái này là mình có thể uống. Một thường là mình sẽ uống, nhưng mà anh hay nhai ở trong livestream để anh nói với các bạn rằng là cái này nó là dầu cá tinh khiết, chứ nó không phải là cái dầu gọi là dầu ăn bình thường của mình ấy. Ví dụ bình thường dầu ăn của mình là nó sẽ chiết xuất từ các loại hạt. Đúng không? Còn cái này là dầu cá. Đây, anh sẽ nhai trên livestream cho các bạn xem luôn nhá. Tớ sẽ nhai trên livestream các bạn. Giòm. Rồi, ok. Ok. À. Nhưng mà em ăn thử em đúng bị cá. Nhai à? Nhai thử viên. Với bên bình thường nhá, bình thường các bạn sẽ uống. Bình thường mọi người sẽ uống. Đấy. Đúng vị cá chưa? Đấy. Cái này là sản xuất ở tại Pháp.
nhãn hàng như thế này ở bên Pháp. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhãn hàng như này bên Pháp. Cái này là trên 6 tuổi các bạn có thể sử dụng được cho tớ rồi. Trên 6 tuổi. Đấy. Vừa có người lại comment là bác sĩ Cung công tác ở đâu và mình muốn đặt lịch khám. Thế thì hiện tại là tớ đang công tác ở bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt. Đấy, hôm trước là livestream với Quang Linh thì hôm đấy là vừa đi làm về. Vâng. Đấy, còn hôm nay livestream với Hằng thì tối nay livestream với Hằng xong, 5 giờ sáng ngày mai thì tớ sẽ lại quay lại Hà Nội để tớ làm việc. Đấy, thì tớ đang công tác ở Hà Nội, ở bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt ở Hà Nội với vai trò là bác sĩ chuyên khám chữa bệnh về phụ khoa. Đấy, nhưng mà tớ vẫn tư vấn những dòng thực phẩm bổ sung này bình thường. Đấy. Tôi okay cũng không, không tanh nha mọi người. Không tanh đâu. Nhai nhưng nhai mà đúng là bị cá đúng không? Đúng là bị cá nhưng mà không tanh. Ừ. Không tanh nhá. Đó. Ok. Không hề tanh luôn. Ừ. Nuốt thì nó không tanh, nhưng mà vấn đề là tớ nhai ở trên livestream để cho các bạn hiểu về sản phẩm là ồ nó tinh khiết và người ta sử dụng nó. Bình thường là uống đúng không? Bình thường là uống. Uống. Nhai thì nó vẫn sẽ hơi tanh vì nó là dầu cá em. Dầu cá làm sao không tanh được? Đúng không? Nó phải tanh. Nhai thì nó không tanh mấy nhỉ? Nó sẽ hơi có vị tanh. Vâng. Nó vẫn hơi có vị tanh nhẹ. Đó. À, có một bạn vừa hỏi anh ấy là có đau bụng kinh. Thì người ta có nghiên cứu lâm sàng là với những chị em phụ nữ gặp tình trạng đau bụng kinh ấy mà chị em không muốn dùng thuốc giảm đau ấy thì sử dụng dầu cá omega 3. Các bạn phải dùng 4 viên này một ngày nhé. 4 viên này một ngày nó sẽ hỗ trợ giảm tình trạng đau bụng kinh được. Dạ. Đó. Anh ơi. Ôi cái gì đấy? Rồi lại thêm cái gì rồi? Lại dùng gì vệ sinh quay lại à? Cho em lại cái này đi. Trời ơi. Rẻ em quá. Em nghỉ ngơi ra ăn cơm đi. Rồi rồi để chị ngồi nhá. Ừ. Ngồi nghe cái này nghi cái... nghe vì ấy. Nghe nghe vì cái sấm à? Ờ, nghe nghe vì sấm. Nghe như vì nghe sấm. Đây, anh ơi. Ừ, ơi. À, bầu uống được không kìa? À, đây, em. À, dành cái này dành cho bà bầu được nè. Phụ nữ mang thai cho mọi người ơi, mọi người nhìn phía sau nè, dành cho bà bầu luôn nhá. Hằng cũng biết là Hằng cũng biết là phụ nữ mang thai phải bổ sung DHA đúng không? Dạ đúng rồi, em biết phát triển trí não của thai nhi. Cho em bé. Đúng chính xác. Dạ. Bởi vì là 1000 ngày đầu đời là cực kỳ quan trọng. Dạ rồi. Ừ. Cái này là DHA. Nó là omega 3. Dạ, dạ, omega 3 Hằng. Nó sẽ chia ra làm EPA, DHA và ALA. Dạ. Hôm nay nó là như thế. Dạ dạ. Ừ. Rồi, anh ơi bây giờ anh quay lại cái này cho em một xíu đi. Tại vì hồi nãy em không xuất hiện ở đây nhưng mà này đây rất là rẻ cho nên là em phải tận dụng. Mọi người ơi, bạn nào đang sử dụng dung dịch vệ sinh thương hiệu này comment giúp Hằng có được không mọi người ạ? À? Có, chữ có. Có bạn nào đang xài? Bạn nào đang xài sản phẩm này mọi người ạ? À? Đứng à, đứng hay ngồi? Không, anh cứ ngồi đi. À, thôi thôi. Anh cứ ngồi đi không sao hết trơn á. Thôi để anh đứng có ra. Có xài đúng không? Ờ. Giá bình thường mọi người mua bao nhiêu mọi người cũng biết rồi phải không mọi người ha? Rồi, hiện tại ở trên đây đang có 3 dòng. Không sao không ạ? À? Thôi để anh đứng, để anh đứng. Xanh dương, màu hồng, xanh lá, đậm mọi người ạ. À? Xanh đậm, màu hồng và xanh dương. Rồi hiện tại đang chia làm là 3 tuyếp khách hàng mọi người nhá. Anh rồi. Ơi, tuyếp khách hàng của màu xanh dương nhạt nào? Ai cũng dùng được. Ai cũng dùng được. Nôm na nó là ở giữa. Ở giữa. Ở giữa. Tức dạ. Là em hiểu là cái này viết cái này ở hôi đi. Dạ, hôi. Cái này là khô viên. Đi. Khô viêm à khô ạ? Ừ, khô cái này là khô. Khô. Tức là dung dịch vệ sinh nào nó sẽ dùng cho người bị viêm hết em. Dạ. Bản chất là dung dịch vệ sinh nó đều có tác dụng kháng khuẩn hết. À rồi, rồi. Nhưng mà trong mỗi một sản phẩm dung dịch vệ sinh ấy thì nó dạ. Sẽ chia ra những cái thành phần thêm một chút để nó sẽ nghiêng về một cái hướng khác nhau. À, một cái tuyếp khách hàng riêng biệt nào đó. Đúng rồi. Dạ. Còn thật ra cái này dung dịch vệ sinh nào cũng dùng cho viêm nhiễm hết em. Dạ rồi. Cái này là nó thành phần của nó có thành phần chống viêm nhưng mà nó sẽ không mạnh bằng cái thành phần này. Dạ rồi. Đấy, cái này thì nó khá là mạnh, do vậy nên là với những bạn mà bị viêm nhiễm nặng quá mà nấm nhiều ấy, bỏng rát ấy, dạ, dạ, rát 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 ấy, dạ, dạ. Đấy thì không nên dùng cái này. À, hoặc là ví dụ như nhiều bạn bị dị ứng băng vệ sinh nha. Dạ. Đấy, ví dụ. À, em hay tư vấn băng vệ sinh đúng không? Dạ. Thực ra khi mà mình dùng băng vệ sinh thì không phải là dung dịch băng vệ sinh đấy sẽ dùng được cho tất cả mọi người. À đúng rồi. Đúng không? Dạ, sẽ có đúng những người hợp, có những người đúng không. Đúng rồi, có người kích ứng. Thế thì khi dạ, dạ. Những người đấy mà dùng băng vệ sinh mà bị kích ứng ấy dạ. Thì không thể rửa những cái này được. À, mình nó sẽ rất là rát. Nó như thế thì sẽ phải rửa một trong hai cái này. Dạ. Một trong hai cái này. Đấy, thì nếu mà cái này thì gần như là dùng được cho tất cả mọi người. Rồi, ừ. Vậy thì bây giờ nhé mọi người ơi, bây giờ cái màu xanh dương nhạt là hầu như có thể sử dụng được cho tất cả mọi người. Mọi người cho anh hỏi một xíu nhá. Giá mọi người đang thấy của sản phẩm màu xanh dương nhạt là bao nhiêu tiền? Ghi cái này lên giúp chị. Thôi không dám nhìn đâu. Này, tháng 6 anh like rồi, ta rửa thế này. Bao nhiêu mọi người ơi? Giá bình thường anh bán bao nhiêu tiền? Đây anh cho hàng xem, anh có công văn luôn đây này. Phải không? Đây anh cho công văn hàng xem công văn luôn. Không phải đâu, này, giá cái này anh hay bị kiện lắm. Anh hay bị các hãng người ta kiện. Đây nhá. Nhưng cái này là deal bên em mà. Công văn dấu đỏ luôn nhá. Công văn dấu đỏ luôn. Em nhìn thấy là lactobionic acid không? Dạ. Số 1 này đúng không? Đúng. Bao nhiêu đây? 249. Thấy chưa?
công văn được chưa? Đây là cái đơn vị nhập khẩu, anh bán hàng nhập khẩu chính ngạch. 249.000 á. Đây, từ tháng 2 năm 2024 rồi. 249 kệ đi mọi người, kệ đi, công văn gì kệ. 177.000 phải không mọi người? Quất được. 177.000 được nhá mọi người ơi. 177.000 hiện tại cái giá này rẻ hơn cái giá của Phi Lai trước của em luôn. Rẻ hơn. Nên là bây giờ mọi người săn hai ba lọ về, bởi vì Phi Lai trước được giảm 25%, Phi Lai này là được giảm 30% lận. Phi Lai trước của em là anh nhớ là 189 hay 199 gì đấy. Đó. Anh không nhớ lắm. Bây giờ đang còn là 177.000. Ừ. Ui 134 là cái sản phẩm gì vậy? 134 là cái gì anh? Ờ, chắc là các bạn ấy lập nick khác để các bạn mua đấy. Mỗi một cái nick thì sẽ có nhiều máy. Ủa sao 100 có mấy 100 mấy chục ngàn? Cái dòng màu xanh dương là sử dụng được cho rất nhiều đối tượng mọi người ạ. Phụ nữ mang thai cho con bú. Đó, phụ nữ mang thai cho bé ti là xài được hết trơn luôn. Trong cái thời kỳ nhạy cảm là phụ nữ mang thai sử dụng được luôn nhé mọi người ạ. Rồi, ví dụ như mọi người mà viêm nhiễm mà nặng một xíu, mà mọi người kiểu như làn da không phải là nhạy cảm á, ừ, thì có thể sử dụng được cái dòng này. Chính xác. Viêm nhiễm nặng một xíu, đúng rồi, viêm nhiễm nặng không nhiều, nhạy cảm thì sử dụng dòng này. Đúng rồi. Còn nếu như làn da nhạy cảm á thì không khuyến khích, làn da nhạy cảm thì nên sử dụng qua cái dòng này. Đúng rồi. Mọi người ha, viêm nhiễm nặng ấy thì sử dụng màu hồng. Đúng rồi. Nhưng nếu như mà da nhạy cảm thì chuyển qua màu xanh dương nha. Đúng rồi. Rồi cái dòng này là cái dòng mà dành cho da khô. Da khô. Cực kỳ là khô. Khô và ví dụ như những người mang kinh ấy. Những mang kính hả? Mãn kinh. Thì mọi người sử dụng cái màu xanh dương đậm mọi người nhá. Màu xanh dương đậm. Ba cái này cái nào mắc nhất anh hả? Màu này mắc nhất 269. 249. Dạ. 229. À, vậy là cái màu này 229.000 hiện tại mọi người đang mua với giá bao nhiêu này mọi người ơi? Dành cho các cô mà cô xong rồi mãn kinh rồi đó thì mọi người hoặc là cái mãn này. Hoặc là những bạn mà như anh vừa bảo với Hằng là bị kích ứng về về da do dùng băng vệ sinh ý, dạ, thì em có thể bảo các bạn ấy rửa cái màu này cũng khá là ok. À, hoặc là anh có một cái này thì nó còn dịu hơn cả cái này luôn. À dạ. Ở dạ, cái này. Dạ dạ dạ. Ừ. Cái đó tí nữa mình nói sau. Rồi cái này ba phiên bản này nha mọi người ơi, bạn nào xài cái nào mọi quốc luôn, bởi vì cái giá này 124 bán tó tay luôn ấy. 100 cái gì 124 á? Cái gì 124 anh? Có bạn comment 124. Bỏ tay luôn. 167 hả? Làm sao mọi người 167.000 là cái này. Hay là qua mã nhá. Sao qua mã hoài vậy? Từ từ, cho em mấy phút nữa cái này nha mọi người. Bây giờ hàng qua mã là bác sĩ cũng sợ rồi, bác sĩ đang muốn qua mã rồi. Tại vì có công văn. Có công văn. Mỗi màu sẽ có cái giá chênh lệch khác nhau mà. Đúng rồi. Nói chung là bị gửi công văn mệt lắm. Đấy mọi người ơi, cái này á không phải là hiện tại trên trang của Hằng đang bị phá giá đâu mọi người nhá, mà là bởi vì do Hằng đang có voucher. Bị gửi công văn mệt lắm. Mình cơ bù giao chinh ạ. Đấy, em thấy không, anh khổ lắm, bị gửi công văn mệt lắm. Nên là bạn nào mọi người ơi, tranh thủ. Mọi người ơi, cái gì ta, cao thủ không bằng tranh thủ. Cao thủ không bằng tranh thủ mọi người nhá. Anh ơi mình lên collagen đi. Thôi qua đi. Mọi người xíu em quay lại. Hả? Xíu em quay lại. Lên ôi, collagen giùm em đi. Collagen. Anh đem hai hộp collagen á. Một hộp collagen nữa đâu. Một hộp. Anh đem hai hộp. Còn một hộp nữa. Còn một hộp nữa. Anh ơi. À, hôm trước anh để lại collagen này em dùng chưa? Em xài rồi. Ừ, ngon không? Ổn không? Ổn mà. Em xài rồi, uống không có cái gì làm bị. Ê, sao uống không có bị nóng nổi mụn như những cái dòng khác ta? Bình thường những cái dòng kia uống nổi mụn dữ lắm. À, thế này. Thực ra ấy thì collagen ấy, collagen thủy phân ý em ạ. Bản thân nó sao? Ở đây xong rồi anh tư vấn nhá. Bỏ này ra. Okay. Collagen thủy phân sao anh hả? Collagen thủy phân ý thì nó cũng có nhiều loại collagen thủy phân em ạ. À dạ. Với những cái hãng collagen thủy phân xịn dạ, mà người ta phân cắt được một cách tốt và nó tinh khiết ý, dạ, thì em sẽ không sợ bị nóng và nổi mụn. Bởi vì em cứ hiểu đơn giản là khi mà mình nóng mình nổi mụn ý thì thực ra nó nhiều tạp chất. À. Đúng không? Dạ. Đúng, mình ăn uống nó nhiều tạp chất rồi. Đấy. Rồi. Đấy, cái này là anh đem, cái này là mình anh đem vào trong livestream, mình livestream luôn. Cái này anh sẽ tặng em. Thì anh đương nhiên anh sẽ tặng em cả hai. Nữa. Anh sẽ tặng em cả hai. Dạ, bởi vì dạ, một liệu trình của nó là 3 tháng ấy. Cái này em nha, mỗi lần live một lần là được tặng hai hộp, có gần hai hộp. Đây mọi người nhá. Trình của nó là 3 tháng đây. Đây, Hằng đưa cho mọi người coi một xíu nhá. Rồi. Cái này, anh ơi anh cho em xin cái web hiện tại đang bán cái dòng này đang có giá bao nhiêu, anh xin cho em xin cái web. Ôi dồi ôi, xong rồi lại bị gửi công văn. Một cái dòng của Đức, collagen của Đức mà nó đang ở cái top. Đấy mọi người ơi, và khi mọi người bước từ sân bay của Tân Sơn Nhất nhá, mọi người đi ra một cái mọi người sẽ thấy một cái bảng rất to của cái thương hiệu hiệu này. Anh không vào được mạng. Không có mạng. Anh không vào được mạng. Anh không vào được mạng. Rất to của thương hiệu này. Bây giờ Hằng sẽ đưa cho mọi người thấy một cái nhá. Cho em mượn cái ly đi anh. Đây lấy đi này nhá. Dạ. Nhưng mà em trải nghiệm rồi đúng không? Em trải nghiệm rồi. Ổn không? Ổn. Rồi, ôi đây. Đáng ra phải gặp ổn, anh sớm hơn. Cho nên xin deal lại đấy. Đáng ra phải gặp anh sớm hơn đúng không? Đây mọi người đợi Hằng một xíu nhá. Ôi dồi ôi.
Hôm trước mình bán mấy trăm deal collagen này luôn ý. Hãng hết hàng rồi. Chỉ còn nốt 500 deal sao ấy. Hôm nay 500 deal thế á? Chỉ có 500 deal thôi. Hãng không có hàng. Đây, hãng không có hàng em ạ. Cái này, cái ly này nó còn nước ở bên trong rồi đấy. Cái này là còn nước bên trong. Em ơi, ghim cái deal mua 2 tặng 1 ý. Mọi người ơi, mọi người nhìn nhá. Cái chất của cái collagen này nó khá là đặc. Mọi người coi nhá. Chất của collagen này khá là đặc. Và đặc biệt cái dòng collagen này nó không chỉ là cái collagen peptide. Collagen peptide là collagen thủy mà phân. Nó thủy phân. Cái này để anh chia sẻ. Mọi người dùng cái này là giùm em đi. Cái phân tử càng nhỏ thì cái khả năng mà hấp thụ càng cao. Đúng rồi. Cơ thể mình có thể hấp thụ nó càng cao. Phân tử to không phải là bất kỳ một loại collagen nào các bạn cũng có thể hấp thụ được nhá. Mà cần là collagen phân tử nhỏ. Đây mọi người nè, nó khá là đặc nhá. Các bạn nhìn lên cái thằng ly mọi người thấy nè. Nó khá là đặc luôn. Khá là đặc. Đây đây, đây mọi người nhìn thấy nhá. Ừ. Đây đây mới bảo ơi khá đặc. Rồi. Ngoài cái việc mà có collagen nó còn bổ sung những cái chất mà hỗ trợ phòng chống oxy hóa. Bác sĩ lại đi. Đúng rồi. Thực ra như này này, có rất là nhiều người sẽ chia sẻ ở trên internet cho các bạn là chúng ta bổ sung đơn thuần collagen thủy phân nó sẽ không có đạt hiệu quả cao. Dạ. Đấy, thực ra đấy là một trong những cái người ta nói khá là đúng ấy. Dạ. Đấy, và trong những cái nghiên cứu người ta cũng thấy là đúng là như vậy. Dạ. Đương nhiên việc đầu tiên trong việc bổ sung collagen nó phải là collagen thủy phân, đó là bắt buộc. Dạ. Bởi vì collagen thường ấy trọng lượng phân tử nó vô cùng lớn. Chúng ta dùng sau đó thực ra chúng ta dùng quá nhiều thì chúng ta lại dễ bị bụ bẫm ra. Dạ, dạ, bụng bẫm ra. Còn collagen thủy phân thì người ta thấy rằng cái tính ổn định của nó rất là cao. Dạ. Khi đi qua dạ dày và nó sẽ hấp thu tốt đi đến các cơ quan được tốt hơn. Dạ. Thì nôm na nó như vậy là về collagen thủy phân. Dạ. Nhưng với việc bổ sung collagen để đạt được một hiệu quả tốt ấy, chúng ta phải sử dụng thêm những cái thành phần, thứ nhất nó phải chống oxy hóa, thứ hai nó phải tăng sinh tổng hợp collagen. Dạ. Bởi vì bản chất là chúng ta dùng collagen bởi vì da của chúng ta nó bị xấu đi. Dạ. Đúng không? Dạ, thế thì chúng ta phải đi tiếp theo là từ cái gốc gác vấn đề là nguyên nhân da của chúng ta bị xấu đi sẽ từ hai yếu tố. Một là yếu tố bên ngoài. Dạ. Và một là yếu tố bên trong. Dạ. Yếu tố bên ngoài thì phần lớn nó sẽ từ ánh nắng mặt trời. Dạ. Thì em hay bán đèn UV đấy. À, dạ. Thì chính cái việc là mình đúng rồi. Dạ, chính dạ, cái dạ. việc mà mình bảo vệ da của mình khỏi cái ánh nắng mặt trời ấy, dạ. nó cũng sẽ giúp cho da của mình không bị đứt gãy sợi collagen. Dạ, dạ. Đấy là về yếu tố bên ngoài. Thì chúng ta phải đeo khẩu trang UV dạ, của em đúng không? Đúng rồi, dạ. đúng, chúng ta phải dùng gọi là kem chống nắng đúng không? Dạ. Đấy, còn cái yếu tố từ sâu bên trong nó sẽ giúp, nó sẽ làm ảnh hưởng đến collagen, đấy chính là sự suy giảm collagen tự nhiên của cơ thể. Dạ. Sau độ tuổi 25 thì collagen của chúng ta sẽ mất đi từ 1 đến 1,5% mỗi năm. Dạ, cho nên cần bổ sung. Cần bổ sung, nhưng anh nhắc lại là sau độ tuổi 25. Dạ. Còn trước độ tuổi 25 không cần. Không cần thiết. Dạ. Đính chắc là không cần thiết. Dạ dạ dạ. Dần có tiền uống được. Dạ dạ. Đấy, thì trong cái collagen của WH này nó sẽ có những thành phần chống oxy hóa mà hiện tại ở trên thị trường là nó chưa có cái nhóm thành phần này. Thứ nhất là chiết xuất từ quả acai. Đây 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 đây. Đây. Đây đây thành phần dinh dưỡng. Dạ. Quả acai. Acai berry 100mg trên. Nó là một cái siêu ml. Thực phẩm chống oxy hóa luôn em. Dạ, dạ. Siêu thực phẩm chống oxy hóa. Dạ. Và nó sẽ giúp bảo vệ da khỏi những cái tác nhân gốc tự do giống như anh bảo với em. Dạ. Thứ hai nữa là đây nó có cái thành phần là kẽm này. Kẽm nó sẽ giúp giảm tiết nhờn và bảo vệ da. À. 5% kẽm ở cơ thể con người sẽ tập trung ở da. Dạ. Và khi da mình bị thiếu kẽm nó sẽ dễ bị tổn thương. Dạ. Và kẽm nó cũng tham gia vào việc tổng hợp collagen. Dạ, dạ. Hai thành phần tiếp theo là vitamin E và beta carotene. Beta carotene em vitamin biết. E thì em biết rồi dạ, đúng không? Dạ, dạ, là dạ. để đẹp có da. Dạ dạ. Đúng, có hỗ trợ chống oxy hóa và beta carotene cũng vậy. Đúng rồi, nó là dạ. nó là tiền chất vitamin A. Dạ. Biotin nữa nè. Biotin để dạ. cho tóc móng và đồng nhé. Dạ. Đồng 15% đồng ở trong cơ thể con người cũng tập trung ở da. Dạ. Và đồng nếu mà mình thiếu đồng nó cũng sẽ dễ bị gọi là nhăn nheo vào da. Dạ rồi. Đó. Rồi. Thì đây á mọi người, đây là một cái dòng một collagen, ngoài việc mà sử dụng collagen peptide, một cái loại collagen phân tử rất là nhỏ để cho cơ thể của mình có khả năng có hấp thụ được tốt hơn thì có bổ sung thêm chất để hỗ trợ tổng hợp collagen đấy là để cho cơ thể của mình tổng hợp collagen được tốt hơn. Đúng rồi. Rồi cộng thêm một cái đó là bổ sung thêm chất hỗ trợ phòng chống oxy hóa. Đúng rồi. Thì đó thì nó kết hợp những cái yếu tố này lại. Đúng thì rồi. Các bạn sử dụng nó mới hiệu quả. Chính còn xác. Riêng một dòng collagen, thứ nhất mình phải coi về phân tử quá to mọi người uống vô mình sẽ tròn trịa nhiều hơn là đẹp đó. Thứ hai nữa là nếu như phân tử mà nó quá to, khả năng mọi người hấp thụ cũng sẽ kém đi. Đúng cái rồi. Kiểu như là quăng tiền ra rồi không được gì đấy. Ừ. Chẳng hạn như vậy nhá. Rồi hôm nay ấy, mọi người ơi, cái dòng này nè, Hằng muốn cho mọi người coi một cái thí nghiệm đơn giản. Bởi vì á, hiện tại Hằng đang muốn cho mọi người thấy được cái dòng này nó đang rất là đậm đặc, không chỉ riêng qua cái nhìn bằng mắt như thế này đâu. Ừ. Hằng muốn cho mọi người cảm nhận rõ rệt hơn nhá. Hằng chuẩn bị giúp Hằng. Đây, em làm gì đấy? Anh không biết phải không? Em biết chắc cái này anh cũng không thể không biết luôn.
Ừ, anh có uống collagen gì khác ngoài mấy cái này mấy đâu? Những cái collagen đây khác là thử một nó không cái ngon. Dòng collagen khác nhưng mà em phải tắt cái vỏ nó ra. Ừ. Đây, không là sợ bị. Rồi, ok, đấy. Hiểu anh hiểu. Dạ. Còn đây là một dòng collagen của bác sĩ Cung mọi người nhé. Không phải của anh nhé, của Double Head. À, dạ Double Head. Đây, 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 đây. Không phải của anh. Rồi anh ơi, anh em coi cái này nhá. Ừ. Coi cái này. Mọi người thấy này, khá là đặc phải không? Dễ uống không? Dễ uống, uống ngon như nhỉ? Uống nước trái cây ấy là ngon dễ nhỉ? Mà. Ừ. Đây. Uống rồi xong đây. Cái này xong khó uống cái loại khác lắm. Không uống được đâu. Nó thơm. Đây thơm. Nhá mọi người. Ôi cha em không mở được. Đây anh mở. Dạ rồi. Đây. Mọi người ơi, mọi người coi giúp Hằng nhá. Cái vị này nó hơi ấy nhỉ. Từ từ. Rồi, Hằng sẽ test cái nồng độ, cái sự đậm đặc của collagen trong này cho mọi người coi. Cồn sẽ thể hiện rõ cái nồng độ đậm đặc ở bên trong này. Ừ. Rồi. Nào. Cho em hai cái độ. Lần này lần đầu tiên anh nhìn thấy đó. Ừ, đúng rồi. Hằng test cái này xong nhá. Bạn nào muốn đặt mọi người phải nhanh tay. Bởi vì collagen, cái điều của collagen hết rất nhanh. Mọi người ơi, mọi người nhìn kỹ giúp Hằng nhá. Ừ. Nhiều một xíu nè. Đây rồi đây. Ok chưa? Rồi. Rồi anh lấy đũa anh ngoáy giùm em đi. Ừ. Ngoáy hai bên. Rồi anh ngoáy bên này. Lấy đũa khác chứ đúng không? Đây đây đây, ok ok, rồi bên này để em ngoài đi, em ngoài đi. Thực ra collagen nó anh giống như là anh vớt lên giùm em, anh vớt lên. Anh vớt cái này lên. Vớt lên á? Không, anh lấy đũa anh vớt lên, xem vớt. Anh vớt được cái gì không? Không, vớt làm sao được. Rồi, anh nhìn nè. Mọi người ơi, zoom giùm Hằng nhá. Mọi người zoom giùm Hằng nhá. 3 2 1. Anh thấy gì chưa? Đây chính là cái sự khác biệt. Ừ. Nồng độ collagen các bạn có thể thấy rõ ràng được luôn nha mọi người. Nó đậm đặc hơn rất nhiều. Còn hiện tại cái này bên đây mọi người thấy hầu như là không có gì hết trơn. À. Anh thấy không? Không có gì hết trơn. Nhưng cái kia là hàm lượng bao nhiêu? Cái này là để cho mình thấy được là cái collagen nào nó đang đậm đặc hơn. Có nồng độ collagen cao thôi. Đây là các bạn có thể test như thế này. Những cái sản phẩm collagen của mọi người đang uống nhá, Hằng hướng dẫn mọi người chuẩn bị cho Hằng một chai cồn công nghiệp từ 95 độ C trở lên. Đổ vô và đổ nước vô, mọi người test thử xem cái mà mọi người đang uống có phải collagen không hay là nước trái cây các bạn ha. Rồi đây là một cái dòng của Double Head, hàm lượng collagen rất đậm đặc. Hôm nay nè, chuẩn bị nè, cắn tay nè mọi người ơi, một hộp collagen nào, giá của nó anh ơi cho em hỏi giá bán tại hãng niêm yết 2 triệu mấy? 2 triệu mấy? 2 triệu 7. 2 triệu 7 đúng chưa? Chả đúng anh ơi, zoom lên giùm em. 2 triệu 7. Mọi người nhìn giúp Hằng nhá. 2 triệu 7 giá sản phẩm này niêm yết tại web 2 triệu 700. Tại hãng bạn nào đã xài mọi người thấy rồi. Rồi hôm nay nhá, mọi người cho Hằng hỏi sao lát vậy ta, bị mạnh bị lát kìa. Yeah. Giá của hôm nay còn bao nhiêu mọi người ơi? Giá hôm nay còn bao nhiêu? 2 2 2 3 8. Mình vừa bán rồi. Thôi. Lại bị gửi công văn mệt lắm. Mà hãng không cho ấy đâu, anh xin deal này đấy. Chứ còn hãng người ta chỉ cho em deal mua 30 tặng 10 thôi. Ủa chứ bây giờ hôm nay là 30 tặng 10 hay 15? 15, anh xin riêng cho em 15. Ok ok ok, ok đây mọi người ơi, 2.380.000 một hộp chưa hết, tặng mọi người thêm nửa hộp. Tặng mọi người thêm nửa hộp nữa, 15 ống. Ừ, tức là mua 2, 4, một 6, được 1.5. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Rồi, tặng mọi người thêm 15 ống là tặng mọi người thêm nửa hộp. À nhé. Trong khi đó một hộp đã là 2 triệu mấy rồi. Ờ rồi. Tặng mọi người thêm một hộp nữa. Cái này mọi người lấy không? Cái này các bạn nhớ là khi mà các bạn nhận được hàng thì 15 ống này sẽ để riêng nhé. Mọi người đúng rồi, 15 ống này phải tách riêng để riêng ra đúng mọi người phá đúng hộp rồi. Ra mà. Phá hộp để gửi cho mọi người. Ừ. Tổng cộng mọi người đang có đó là 45 hộp tất cả. Anh ơi check lại mạng giùm em, các bạn đang la lác dữ lắm nè. 2 triệu 7 giá niêm yết tại hãng, trên like của Hằng còn 2.300.000 bao nhiêu mọi người ơi? 2.300.000 mấy ạ? 2.380.000 mua một hộp tặng nửa hộp được không rồi. Mọi người ạ? Bầu uống được không anh? Đây để anh sẽ nói. Thứ nhất này, collagen này bầu không dùng. Dạ. Bởi vì nó sẽ có cái thành phần chiết xuất của aca này. Dạ. Cái này nó chưa nghiên cứu kỹ cho bà bầu. Được chưa? Tuy nhiên thì cái này phụ nữ mang thai thì dùng cực kỳ tốt. À dạ. Phụ nữ cho con bú anh, sorry các bạn. Phụ nữ cho con bú. Phụ nữ mang thai thì không dùng. Tiếp. Thứ hai nữa là có một người bạn đấy vừa comment là có một bạn comment là T-RAT 3 thì có dùng được không? Thì T-RAT 3 thì nôm na nó là cái phân độ của một cái siêu âm tuyến giáp. Dạ. Ừ, thì T-RAT 3 các bạn dùng cái này được bình thường. Đây bạn Vân Anh kìa, bạn ấy hỏi là dạ. T-RAT 3 dùng được không? Dạ. Thì dùng được bình thường. Dạ. Bởi vì cái collagen này thành phần của nó không hề có thành phần nội tiết. Dạ. Đấy, khi các bạn bị u cục chẳng hạn, các bạn sợ là bổ sung collagen có thành phần nội tiết. Dạ. Thì trong này nó là thành phần collagen tinh khiết kèm theo các chất chống oxy hóa, dạ. Không hề có thành phần nội tiết.
Do vậy nên là các bạn ví dụ như là TNAT3 chẳng hạn các bạn dùng là bình thường. Đấy là thứ hai. Thứ ba là liệu trình sử dụng của nó là bao nhiêu. Thì collagen thông thường các bạn sẽ sử dụng liệu trình là trong nghiên cứu của người ta là 8 tuần cho đến 12 tuần là tối thiểu. Đấy, từ 8 tuần cho đến 12 tuần. Từ 8 tuần cho đến 12 tuần. Sau đó nếu mình có điều kiện thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể dùng được tiếp. Còn nếu mà không thì mình có thể nghỉ trong khoảng 3 tháng rồi mình lại mình xài dùng, tiếp. Mình dùng lại. Dạ rồi. Đấy, rồi, bởi okay. vì cái bổ sung collagen này nó không phải là mãi mãi. Dạ. Đúng dạ. không? Đúng không em? Làm sao nó dạ, mãi mãi được? Nó chỉ đấy nó đẹp lúc đó, nó tái tạo lại lúc đó. Cho bé Ti uống được. Còn cho bé Ti dùng được. Mang thai thì thôi, mọi người đúng nhá. Rồi, mang thai không dùng. Đây, mọi người ơi. Cái dòng này nè, các bạn có thể thấy giống như hồi nãy Hằng chia sẻ. Collagen bổ sung collagen rất đậm đặc, hàm lượng collagen cao và đậm đặc, bổ sung thêm chất chống oxy hóa và chất để hỗ trợ tổng hợp collagen. Một cái hộp một cái loại collagen mọi người cần mọi người uống là nó cần phải đủ 3 yếu tố này, tối thiểu là 3 yếu tố. Collagen phân tử nhỏ, bổ sung chất chống oxy hóa và nó là bổ sung cái chất để hỗ trợ tổng hợp collagen. Yes. Mọi người cần tối thiểu là 3 yếu tố này. Đúng rồi. Hôm nay nha mình mọi người sẽ không dùng collagen thuần. Đúng rồi. Ừ, dùng collagen không. Thuần không hấp thụ được mập nhiều hơn nha mấy bạn ơi đây đẹp. Mọi người ơi, một hộp sẽ là 30 ống. Giá tại hãng 2.7 triệu cho 30 ống. Trên line của Hằng nào. Giá mọi người đang mua với giá 2.380.000 mua một hộp tặng nửa hộp. Mua một hộp tặng 15 ống được không mọi người ơi? Yes. Các bạn mua một hộp Hằng tặng Hằng và bác sĩ Cung nè. Bác sĩ Cung thôi không phải Hằng. Bác sĩ Cung tặng mọi người 15 ống. Sao? Bao nhiêu? 2.380.000 tại anh là 2.7 triệu. Anh có đâu đó mấy chục deal ấy là mua 2 tặng 1 là đóng sẵn rồi. Dạ. Đấy thực ra đúng một cái liệu trình của nó là 3 tháng đấy, 12 tuần. Dạ. Mới mua 2 tặng 1. Dạ dạ. Và hãng hết hàng nhé. Sau cái buổi livestream ngày hôm nay của Hằng là hãng hết hàng. Em yêu cầu là đâu đó khoảng 1.000 dạ. hộp collagen này nhưng mà không đủ. Có khoảng 5 đến 700 thì chị ơi kho còn bao nhiêu chị hiện tại mua 2 tặng 1 hai tặng một nhá. Ok bây giờ 2 tặng 1 nhá mọi người. 2 tặng 1 là mua 2 hộp sẽ được tặng 1 hộp ghim lại giùm em 5 triệu không đấy chết thấy chưa ôi cha 50 bao nhiêu 50 80 mà chia cho 90 chia 3 90 ống chia 3 ăn chia 3 thử xem chia 3 1.6 triệu trời đất giảm được 1 triệu so với giá gốc em chia tiếp cho em này chia cho 30 ống 56.000 một ống đấy mà bình thường của nó là 90.000 một ống rồi mọi người ơi cái này mọi người có thể mua combo 2 ống theo liệu trình cũng được mua 2 hộp bác sĩ nhớ nhá phải tặng 1 hộp nói hứa giùm em nha đấy. Rồi, mua 2 hộp là tặng 1 hộp nhá mọi người tặng 1 đây các bạn sẽ nhận về 3 hộp này luôn nhận về tổng cộng là 3 hộp như này luôn ui to lắm đây bây giờ ha Hằng sẽ test lại cho mọi người coi bởi vì Hằng cũng đang trong thời kỳ uống sữa mẹ Hằng xin phép uống 1 ống trước đã nhá xong Hằng test lại cho mọi người coi. Cái này là anh để hàng dùng rồi. Thơm nhỉ? Thơm, chua chua ngọt ngọt, rất dễ uống. À đấy, quên, hàng uống hôm nay anh lại quên. Các bạn dùng cái này là sẽ có 2 cách dùng nhé. Thứ nhất là mình sẽ dùng vào buổi sáng trước ăn sáng. Dạ. Hoặc là mình sẽ uống vào buổi tối trước khi đi ngủ. Sáng đấy. Trước ăn sáng và tối trước khi đi ngủ thì có collagen, collagen này thì nó sẽ dùng nên xa bữa ăn một chút. Dạ. Thì nó sẽ hấp thu được tốt hơn. Dạ. Rồi cho chị một chai nữa. Đây. Mọi người ơi, bây giờ nhá, đầu tiên để mọi người coi về cái độ đậm đặc của nó, Hằng sẽ để cho mọi người nhìn thấy bằng mắt thường. Đây là một dòng sản phẩm collagen, nó không phải là collagen đơn thuần đâu, một cái thương hiệu khá là nổi rồi. Về cái độ đậm đặc của nó mình coi giúp Hằng một xíu nhá. Đặc nhỉ? Đặc thật sự. Đặc. Đặc. Nè mọi người ơi. Các bạn coi này. Khá là đặc, đúng không ạ? Nó khá là đặc. Đó, rồi. Ok. Khá đặc nhá. Khá là đậm đặc. Đây. Khá là đậm đặc. Nếu không nó đã chảy hết xuống dưới rồi đó anh hả? Ừ. Chảy xuống dưới nhanh chứ không để lại cái vàng trên cái ly nhiều như vậy đâu. Ừ. Rồi, bây giờ nhá. Hàng test lại một lần nữa cho mọi người coi. Trước đây em dùng cái này chưa? Em không dùng cái này. Chưa dùng hả? Dạ. Em chưa có dùng cái brand này đâu. À. Em mua đại về em test thôi. Ừ. Đây nè. Bây giờ nha mọi người, bác sĩ sẽ đổ. Cái này to nhỉ? To thật. Ừ. Đây, hiểu đây là collagen các bạn đang hay mua uống bên ngoài thông thường đó. Ừ. Mọi người hay mua bằng cái lọ như vậy đúng không ha? Ừ. Rồi Hằng đổ cái này vô nữa này. Đây mình nhìn cái độ đậm đặc là mình đã thấy nó khác nhau rồi đó. Đúng rồi. Cái độ đậm đặc giữa 2 ly là mọi người đã thấy là nó khác nhau rất là rõ rồi mọi người coi nè. Ừ. Mọi người coi nè. Đây ha. Rồi để cho mọi người chứng minh được cái độ đậm đặc hơn nhá. Ừ. Nào nè. Chiều Trinh. Ủa? Trời ơi, mày cầm mày cất của chị. Thằng này nó cầm nó cất vô hãng rồi đó. Đây. Mọi người ơi, mọi người coi giúp Hằng nha. Mọi người coi giúp Hằng nhá. Hằng sẽ cho mọi người coi một cái thí nghiệm giống như thế này.
pha ra đấy, nó còn những sợi collagen đấy. Thông thường cồn á, bên cồn á là nó sẽ cho mình thấy được. Y cha ơi, đây này, bây giờ anh ơi, anh dùng cái này lên giùm em trước nè. Ừ. Ê anh ơi đừng đụng nó, anh đừng đụng nó, từ từ anh đừng đụng nó nhá. Rồi anh ơi, anh dùng cái ly này lên giùm em trước. Đây đây đây. Mọi người thấy này, đây là một cái ly thông thường, collagen thông thường. Ừ. Các bạn có thể thấy ừ đúng là bên ngoài họ đang ghi là 5000 mg gì đó, collagen gì đó. 5000 gì đâu? Đây. Mg. Đâu? Em xé đi rồi. Chứ à. người ta kiện chết. À. Đây 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 mọi người ha. Thì đây các bạn có thể thấy được luôn là ở bên trong hầu như nó không khác gì một ly nước trái cây hết trơn, rất là lỏng. Ừ. Rồi bây giờ mọi người quay lại với sản phẩm này. Anh ơi, anh có thể zoom giùm em như thế này được không? Anh có thể thấy được cái những cái kết tủa bên trong không? Ừ. Mọi người thấy được không mọi người ạ? À? Các bạn có thể thấy rõ được không mọi người coi nhá. Mọi người thấy được chưa? Ừ. Cái này ở bên dưới vẫn còn này. Cái này là các bạn có thể thấy được là à, cái sự đậm đặc trong hàm lượng collagen nó khác nhau, đang khác nhau hoàn toàn rất là lớn. Ừ. Về nhà những sản phẩm nào mọi người đang xài, chỉ cần lấy cho hàng cái chai cồn mà khoảng tầm từ 95 độ C 95 độ trở lên, các bạn có thể test được rồi. Đây là cách hướng dẫn để cho mọi người biết được cái dòng nào thật sự có hàm lượng collagen nó cao, hay là chỉ là ở bên trong nó chỉ là nước trái cây này, nước trái cây kia thôi. Ha mọi người ha. Rồi đây nè mấy bà ơi, hôm nay nhá, trên line của Hằng một hộp collagen bán tại hãng 2,7 triệu kệ. Trên line của Hằng còn 2,380,000 một hộp, được tặng thêm nửa hộp. Bạn nào mọi người cần theo một liệu trình 3 hộp nhá. Đúng rồi, liệu trình 3 hộp. Là các bạn sẽ mua 2 hộp, tặng mọi người thêm một hộp nữa. Đây là 3 hộp. Là 3 hộp tất cả. Mua mỗi hộp 30 ống, một liệu trình 3 hộp, uống 3 hộp này xong mọi người có thể nghỉ một vài tháng rồi sau này mình hãy uống lại. Đây, 5,080,000 cho 3 hộp, rất rẻ. Mọi người ơi, đang cho bé Ti uống được, mang bầu đang cho bé Ti uống được, đúng rồi. Uzo uống được không anh? Uzo uống được. Uzo uống được. 3 triệu, đây là bác sĩ cung mọi người ha. 5,080,000 5,080,000 cho tổng cộng là 3 hộp collagen của... Thực ra thì anh là bác sĩ về ung bướu. Dạ. Thế nên là anh rất rõ về những cái sản phẩm collagen này. Dạ. Ở trên Việt Nam, anh không rõ ở bên Trung Quốc như thế nào nhé. Dạ. Nhưng ở Việt Nam người ta rất là đồn thổi về việc bổ sung collagen nó sẽ gây ra u. Dạ. Nhưng anh nói thật luôn là trong ở bệnh viện ấy, những người mà bị u thì phần lớn không có điều kiện bổ sung collagen. Dạ. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là nếu mà chúng ta tìm hiểu sâu về bản chất của collagen, nó là protein. Dạ. Nhưng cái collagen thủy phân nó được chiết xuất từ những cái thành phần chúng ta ăn uống hàng ngày. Ví như ở Đức người ta hay chiết xuất từ da bò. Dạ. Còn ở Nhật người ta hay chiết xuất từ da cá. Dạ. Bản chất nó là protein từ da động. Dạ. Vật. Đấy, và người ta sẽ phân cắt ra những phân tử rất nhỏ, chính là gì, là thủy phân như em. Dạ. Em nói để. Dạ. Cho chúng ta dễ hấp thu hơn. Chứ cái collagen nó không gây ra khối u. Dạ. Nếu mà như thế thì thức ăn nó xây ra khối u sao? Đấy thế là người ta hiểu nó như vậy. Mọi người có thể mua lẻ cũng được, các bạn có thể mua combo cũng được. Mọi người mua hai đơn lẻ cũng được luôn. Ừ. Các bạn mua combo cũng được, mua hai đơn lẻ cũng được. Chỉ cần đúng mọi rồi. Người thấy cái tài khoản của mình đó mọi người. Tài khoản của mình, cái tài khoản nào có cái voucher nào mà mọi người thấy nó ưu đãi hơn thì mọi người mua. Sao các bạn kêu lag nãy giờ mọi người ơi, bớt cái xài wifi ở đây giùm em nhá. Chắc là có máy các bạn lag. Các bạn nãy giờ nhiều người kêu lag lắm luôn á. Ừ. Rất nhiều người kêu lag. Anh đặt 2 tặng 1 bình thường hả em? Bình thường hả mọi người? Mọi người ơi, các bạn có thể là mua một hộp tặng nửa hộp, mua hai hộp tặng một hộp. Nó sẽ tùy theo cái voucher của mỗi tài khoản khác nhau. Đúng. Các bạn nào mà thấy voucher của tài khoản mình, cái voucher khi mọi người mua cái combo nào nó rẻ hơn, mọi người mua combo đó. Mọi người có thể mua cái combo 2, combo lẻ một hộp đấy. Mua 2 lần, mua 2 suất cũng được. Hoặc là mua một suất combo 2 tặng 1 cũng được luôn. Đúng rồi. Ví dụ mình mua 2 suất lẻ mình cũng là 3 hộp. Đúng hả? Cũng được. Đúng không? Mua thực ra là lẻ. Đúng ra là 30 tặng 10. 30 tặng 10. Và nếu mà mua 2 là sẽ được tặng 1, nhưng mà thôi. Dạ. Anh xin lên là 30 tặng 15. Dạ đấy, 30 tặng 15 mà giá bây giờ đang còn là 2,380,000. Ừ. 2,380,000 cho một suất. Ừ. Này mọi người ha. Ừ. Rồi anh ơi, cái này em qua nhá. Rồi em ừ, cái này để lại cho em dùng nhá. Dạ dạ. Tại vì em dùng một hộp rồi. Dạ. Bây giờ mình dùng nốt. Dạ. Ừ. Quá trời, cái này nên xài. Sau 25 tuổi, collagen trên mặt là coi như là... thực ra mình sẽ giảm 1% một năm, thực ra nó không quá là nhiều. Nhưng 5-7 năm thì nhiều. Công nhận thiệt luôn, đấy, đậm đặc. Cái sự nhưng mà em dùng đi, em dùng khoảng 2-3 tháng đi, em sẽ thấy khác đấy. Dạ. Em thấy da mình khác đấy. Bởi vì á, cái da em được như này là đỡ rồi đó anh. Bởi vì em có một cái khả năng thức khuya là khủng khiếp. À. 4-5 giờ sáng mới ngủ, tại vì em còn em bé nhỏ mà. Yes. Đó, em live stream, hàng live stream xong là đã 2 giờ sáng rồi. Sau đó em về em hút sữa rồi tắm rửa các thứ là 4-5 giờ sáng mới được ngủ. Mà mình kéo dài một cái quá trình như vậy thì chắc chắn sắc của mình không thể nào mà ấy được nếu như mình không biết giữ. Đúng rồi. Đó, cho nên là mọi người ơi, các bạn nào mà mọi người
rơi vào tình trạng lão hóa rồi thì mọi người nên bổ sung collagen nhá. Rồi bây giờ mình qua viên uống khác đúng không? Viên uống OptiBac. Dạ OptiBac. Ờ cái này chưa dán tem QR này. À cũng quá giờ rồi. À thế à? Ờ thế thì anh quá giờ mất rồi. Mình mới lên được có hai sản phẩm. Xíu nữa anh vô lại tiếp. À, xíu tí nữa anh vô lại. Dạ hả? Xíu vô lại tiếp cũng được. Ờ rồi thôi để cho. Ờ, thế cho mọi người tí nữa anh vô lại nhé. Dạ, ừ, okay. Rồi, ok. Ừ. Dạ, dạ. Mình nói nhanh lâu quá. Tại phân tích hàng sản phẩm kỹ. Phân tích rất là đúng kỹ. Rồi, đúng rồi. Tại vì sản phẩm sức khỏe mà. Dạ, đúng rồi, đâu có nói sơ sơ được đâu. Yes. Mấy sản phẩm sức khỏe tí tôi quay lại nhé các bạn. Dạ vâng, dạ vâng, anh cứ ngồi đó với em xíu nhé, ngồi đó đợi em xíu. Hôm nay gặp bé mai 5 giờ mai này. Được. Mai đi làm à? Đây. Em vô đây ngồi.